thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019-2020, thi đua lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2020. Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Thị đoàn Hương Thủy, Đảng ủy Trường Trung học Phổ thông Phú Bài, chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019-2020 tiếp tục được đẩy mạnh, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động và đạt được một số kết quả như sau. Trong kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên, trong công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đoàn trường tổ chức cho đoàn viên thanh niên học tập, nghiên cứu các nghị quyết của Đảng, của đoàn xuyên suốt trong năm học, thông qua các buổi học chính trị trong tuần, sinh hoạt công dân, hoạt động đố vui dưới cờ, qua hệ thống phát thanh của nhà trường. Trong đó, tập trung tuyên truyền, quán triệt một số nghị quyết có tác động trực tiếp đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lối sống của thanh niên. Thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động như sưu tầm các mẫu chuyện kể về Bác và đọc vào tiết sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt dưới cờ, tổ chức mô hình đoàn viên thanh niên thực hành tiết kiệm, mô hình đoàn viên thanh niên tự quản. Về giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa. Giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa. Đoàn trường phối hợp với ban hoạt động ngoài giờ lên lớp, các tổ chuyên môn đã tổ chức hoạt động theo chủ điểm, tham quan tìm hiểu lịch sử và truyền thống của nhà trường cho học sinh đầu cấp, ngoài khóa sức khỏe sinh sản vì thanh niên, ngoài khóa tuyên truyền về biển đảo, ngoài khóa tiếng Anh vì môi trường xanh, sạch, sáng. Tích cực tham gia các hoạt động nhằm thực hiện tốt phong trào, xây dựng nhà trường sáng, xanh, sạch, không rác thải như phân công các phần việc thanh niên cho các chi đoàn trong khuôn viên nhà trường, cùng với nhà trường tổ chức mô hình các chi đoàn tự trồng, chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trước, trong và sau phòng học của mình. Tham gia các hoạt động do thị đoàn tổ chức như lễ dân hương, dân hoa tại nghĩa trang liệt sĩ thị xã Hương Thủy, tình nguyện hè tại xã Phú Sơn, ngày hội văn hóa giao thông. Về kết quả triển khai ba phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong phong trào thanh niên tình nguyện, các hoạt động tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong năm học qua. Các hoạt động tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong năm học qua đã đạt được nhiều kết quả. Đoàn trường tổ chức cho các đoàn viên thanh niên làm tổng vệ sinh trường, mỗi tuần có từ 3 đến 5 chi đoàn đăng ký và hoàn thành lao động tình nguyện với những công việc khác nhau. Tham gia chiến dịch tình nguyện hè 2019 tại xã Phú Sơn, chiến dịch tình nguyện hè 2020 tại xã Dương Hòa, ra quân tháng thanh niên tại xã Thủy Bằng với các phương việc cụ thể, trao quà, dọn vệ sinh ở các gia đình có chính sách, có công với cách mạng, bắt hệ thống điện chiếu sáng, trồng cây xanh trên các tuyến đường. Đoàn trường thường xuyên phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ, Ban Chấp hành Hội Cha Mẹ Học Sinh, cán bộ, giáo viên trong nhà trường tổ chức quyên góp tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài trường, tặng 34 suất quà trị giá 7 triệu đồng cho học sinh trong trường nhân dịp Tết Nguyên Đán, tặng 10 triệu đồng và nhiều sách vở, áo quần cho học sinh trường tiểu học A Đớt, A Lưới, quyên góp ủng hộ xây nhà tình thương cho học sinh lớp 10B9. Nhiều đoàn viên, chi đoàn, giáo viên tham gia tốt cả công tác hiến máu nhân đạo, tham gia trực chốt kiểm soát y tế trong các đợt dịch Covid bùng phát. Về phong trào tuổi trẻ sáng tạo, triển khai có hiệu quả phong trào sáng tạo với phương châm sáng tạo để phát triển và phong trào dạy tốt, học tốt, tích cực nghiên cứu khoa học. Đoàn trường đã kết hợp với nhà trường tổ chức các phong trào nghiên cứu, sáng tạo khoa học cho đoàn viên thanh niên, đồng viên đoàn viên thanh niên tham gia các cuộc thi sáng tạo trẻ, nghiên cứu khoa học. Kết quả, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh đạt 1 giải nhất, 3 giải ba. Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp thị xã đạt 3 giải nhất, 1 giải khuyến khích. Đặc biệt, trong giai đoạn cả nước phòng chống đại dịch Covid-19, đoàn viên nhà trường đã cùng với tổ hóa học điều chế thành công nước rửa tay sát khuẩn để sử dụng trong nhà trường, tặng cho người dân và các trường học lân cận. Trong phong trào tuổi trẻ xung kích và bảo vệ Tổ quốc, tuyên truyền nâng cao ý thức cho đoàn viên thanh niên về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, về trật tự xã hội, phòng chống bạo lực học đường. Trong năm học qua, đã có 100% đoàn viên thanh niên thực hiện kỳ thi nghiêm túc, trung thực và đạt kết quả cao. Tổ chức ký cam kết nói không với ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội, không vi phạm an toàn giao thông ngay từ đầu năm học, đặc biệt là các thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán. Duy trì tổ hoạt động của đội xung kích tình nguyện, tham gia tổ các hoạt động về tuyên truyền, thực hiện việc bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp do đoàn trường và đoàn cấp trên tổ chức. Về kết quả triển khai 3 chương trình đồng hành với thanh niên,
chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập. Đoàn trường cùng với nhà trường luôn động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi để đoàn viên thanh niên trong trường phát huy hết năng lực, sở trường của bản thân và đạt được kết quả cao trong các kỳ thi. Cụ thể, khi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, trường đạt 40 giải, 1 giải nhất, 2 giải nhì, 11 giải ba, 22 giải khuyến khích. Thi viết thư quốc tế UBU đạt 1 giải khuyến khích cấp tỉnh. Thi sáng tác cảm nhận cuộc sống do Sở Giáo dục tổ chức đạt 1 giải ba, 1 giải khuyến khích và 1 giải toàn đoàn của khối trung học phổ thông. Thi tái chế nhựa phế liệu do tỉnh đoàn tổ chức đạt giải ba. Đoàn trường đã làm tốt công tác thi đua khen thưởng, động viên kịp thời những đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc trên các mặt hoạt động. Tổ chức các đợt thi đua giờ học tốt, tuần học tốt, tháng học tốt, phát triển các loại hình câu lạc bộ theo sở thích, câu lạc bộ phát thanh truyền thông, câu lạc bộ an toàn giao thông, câu lạc bộ kỹ năng và công tác xã hội, câu lạc bộ thủ lĩnh thanh niên, câu lạc bộ khoa học kỹ thuật. Trong chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, cùng với ban tư vấn của nhà trường, đoàn trường thường xuyên tư vấn, trao đổi giúp học sinh định hướng nghề nghiệp phù hợp với bản thân. Tổ chức tư vấn hướng nghiệp năm 2020, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo mời các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, giúp đoàn viên thanh niên lựa chọn trường, lựa chọn ngành phù hợp với năng lực, sở trường, điều kiện gia đình và nhu cầu xã hội. Đoàn trường cũng phối hợp với trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tổ chức giao lưu sáng tạo khoa học kỹ thuật, qua đó giúp các em có thêm những trải nghiệm và hiểu biết để lựa chọn ngành nghề cho bản thân. Trong chương trình đồng hành thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao luôn được ban thường vụ đoàn trường thường xuyên tổ chức vào các dịp lễ kỷ niệm, các ngày lễ lớn, thu hút đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên học sinh tham gia. Trong năm học qua, đoàn trường đã tổ chức thành công các hoạt động hội thi cắm hoa chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, làm tập sang tri ân thầy cô, viết bài cảm nhận về thầy cô và mái trường, làm clip ứng xử có văn hóa trong nhà trường, diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường, liên hoan các câu lạc bộ trong nhà trường chào mừng 63 năm ngày thành lập Hội Thanh niên Việt Nam, phối hợp với tổ thể dục quốc phòng tổ chức hội khỏe cấp trường, tham gia hội khỏe phụ động cấp thị xã và đạt giải ba đồng đội, nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, bia rượu, thuốc lá và các chất kích thích trong học sinh thông qua các buổi tuyên truyền, tổ chức ngoại khóa về sức khỏe sinh sản và phòng chống HIV/AIDS cho học sinh.